Cái xã hội này nếu mà nó có chậm phát triển ấy là do những cái nhà thầu mà làm ăn nó gian dối như anh ấy nhá. Thôi anh đi về đi, anh cầm hồ sơ về đi. Đi đi. Đùa. Cái công nhìn thấy mà làm gương nhá. Tôi nói cho các bố đến dự thầu biết nhá. Nếu như bố nào mà có ý định đút lót cho tôi với lại vợ tôi ấy, thì các bố nên bỏ đi nhá. Chưa làm nó từ tính đến cái chuyện rút lõi công trình là thế nào nhá. Nhớ nhá, bỏ đi. Nếu bạn thấy video bổ ích, hãy like và chia sẻ cho mọi người. Đừng quên đăng ký và ấn vào chuông thông báo để không bỏ lỡ video mới nhất nhé.